thân mời các bạn cùng nghe chương trình Tương tác Thánh Kinh của NTC Dấu Yêu. Ê-xê-chi-ên chương 8. Sứ điệp sách Ê-xê-chi-ên từ chương 8 đến chương 11 đặc biệt nói về thành Jerusalem và các cấp lãnh đạo tôn giáo. Thế nên, nội dung chính yếu trong chương 8 này nói về những tội lỗi của dân Giu-đa tại Jerusalem. Nếu như trong chương 7, tiên tri Ê-xê-chi-ên mô tả rất chi tiết những tai họa mà Đức Chúa Trời sẽ giáng trên dân Israel, thì trong chương 8 này, Đức Chúa Trời bày tỏ cho ông biết những tội lỗi ghê tởm mà dân sự đã làm với Ngài. Có thể nói, khái tượng này cho thấy tội lỗi chính là lý do khiến họ bị đoán phạt, bởi từ dân sự đến các cấp lãnh đạo đều băng hoại. Chương 8 mở đầu bằng sự hiện đến của Đức Chúa Trời với tiên tri Ê-xê-chi-ên thông qua hình ảnh tay Chúa Giê-hô-va đặt trên ông. Tiếp đến, tiên tri Ê-xê-chi-ên bị cất đi khỏi Babylon trong một khải tượng và được Chúa đưa đến thành Jerusalem để nhìn thấy những điều gian ác mà dân Giu-đa đã làm tại đó. Bắt đầu từ câu 3 đến câu 16 trở đi, Đức Chúa Trời cho tiên tri Ê-xê-chi-ên xem tường tận những hành vi thờ lạy thần tượng của dân Giu-đa. Điều đầu tiên Chúa cho ông thấy tại đền thờ là một hình tượng. Hình tượng này được gọi là hình tượng ghen tuông. Hình tượng này đã khuấy động đến Đức Chúa Trời, chọc giận cơn ghen tuông thánh của Ngài. Bởi việc thờ lạy hình tượng với một dân tộc thuộc riêng về Chúa đã là không thể chấp nhận được, huống chi là dựng một hình tượng ngay tại đền thờ. Hành vi này thể hiện sự sa sút thuộc linh nghiêm trọng của dân sự, tiêu biểu là những lãnh đạo thuộc linh. Tiếp đến, Chúa đưa tiên tri Ê-xê-chi-ên đi đến cửa hành lang và cho ông thấy một cái lỗ ở trên tường. Khi nhìn qua cái lỗ ấy, thì tiên tri nhìn thấy chung quanh tường có côn trùng và thú vật ghê tởm. Điều đáng ngạc nhiên hơn là, tiên tri Ê-xê-chi-ên còn nhìn thấy có 70 trưởng lão của dân sự đang đốt trầm hương trước các hình tượng ấy. Đức Chúa Trời không chỉ cho tiên tri Ê-xê-chi-ên nhìn thấy những điều ẩn giấu bên trong đền thờ, nhưng Ngài còn đọc cho ông nghe suy nghĩ trong lòng của những vị trưởng lão này. Ấy là họ nghĩ rằng, Đức Giê-hô-va không thấy chúng ta đâu. Đức Giê-hô-va đã từ bỏ đất này. Câu 12. Suy nghĩ ấu trĩ này cho thấy họ hoàn toàn không nhận biết Đức Chúa Trời là ai. Họ ngang nhiên đồng hóa một Đức Chúa Trời vĩ đại với những thần tượng vô tri vô giác, có mắt mà chẳng thấy được, có tai mà không nghe được. Viễn cảnh các trưởng lão đang đốt trầm hương cho các hình tượng tưởng chừng như là đỉnh điểm của sự sa sút thuộc linh. Thế nhưng, vẫn còn những điều ghê tởm hơn nữa mà Chúa muốn tiên tri Ê-xê-chi-ên chứng kiến. Chúa lại tiếp tục dẫn ông đến lối vào cổng Bắc. Tại đó, tiên tri nhìn thấy những người phụ nữ đang ngồi than khóc thần Tham Mu. Thần Tham Mu là vị thần sinh sản của người Ai Cập. Có thể lắm những người phụ nữ này làm những việc ô uế ở trong đền thờ liên quan đến việc sinh sản. Đây thực sự là điều ghê tởm không thể tả. Hình ảnh cuối cùng mà Chúa cho tiên tri Ê-xê-chi-ên nhìn thấy là 25 người đàn ông ở trong đền thờ nhưng công khai thờ lạy thần mặt trời. Vì những người này đang đứng gần bàn thờ nên có thể họ là những thầy tế lễ. Điều đáng nói là họ xây lưng về phía bàn thờ mà thờ lạy thần mặt trời. Có thể nói, tội thờ hình tượng luôn là tội ác ám ảnh dân Do Thái. Phần cuối cùng của chương là từ câu 17 đến câu 18. Phần này nói về sự đoán phạt của Chúa trên dân Do Thái. Những hành vi tội lỗi ghê tởm của dân sự đã buộc Chúa phải trừng phạt họ. Nhưng điều đáng thương cho dân Chúa là Ngài sẽ không thương xót và cũng không lắng nghe bất kỳ lời kêu cầu nào của họ nữa. Lời tuyên bố chắc nịch này khép lại chương 8 trong vô vọng lẫn sợ hãi. Câu hỏi suy ngẫm: bạn có lắng nghe lời cảnh báo của Chúa mỗi khi phạm tội không?
chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa là chân thần duy nhất và cũng là Đức Chúa Trời kỵ ta. Xin cho con biết ghê tởm điều Chúa ghê tởm. Ấy là những thần tượng mà con theo đuổi trong đời sống. Xin cho con luôn đặt Chúa cao hơn mọi đam mê của riêng con. Xin cho con một lòng trung thành với Chúa và đời sống con chỉ tôn cao mỗi mình Chúa. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu. Amen. Thân ái chào các bạn. Hẹn gặp lại vào ngày mai.